Review và trải nghiệm Kaiwin Warrior phiên bản nâng cấp. Với sự thành công của phiên bản Kaiwin Warrior, Kaiwin đã cho ra mắt ngay phiên bản nâng cấp với hai phiên bản sử dụng hai mặt mút khác nhau. Hôm nay review cho anh em phiên bản Pro Contact nhé. Thay đổi lớn nhất là về phần chất liệu. Backhand sử dụng chất liệu latex dày, êm, còn phiên bản thấp trước đây mình đã review thì sử dụng chất liệu bumbo anh em nhé. Tay quấn của tay dạng một vòng, có khung in tên và cũng là một chất liệu latex luôn. Thay đổi tiếp theo của phiên bản nâng cấp này, sử dụng mặt mút Pro Contact cho độ dính cao và độ bền ổn, là mặt mút cực kỳ phù hợp cho anh em chinh chiến ở sân cỏ nhân tạo. Thay vì sử dụng kiểu ngón hai bơ hay còn gọi là ego cut ấy, thì phiên bản này sử dụng kiểu ngón negative cho cảm giác rất là ôm tay khi đeo vào. Bù lại phần đầu ngón tay sẽ hơi kém bền một chút, form găng chuẩn sai, rất là ôm tay luôn. Giờ thì ra sân và trải nghiệm thôi nào. Và cuối cùng, phiên bản này sẽ dành cho anh em nào thích sự dày dặn, chắc chắn và an toàn, đeo vào bắt rất là êm luôn. Đây, độ bền của mặt mút Contact thì anh em cứ yên tâm nhé.